nguyện chúng sanh thông ly đại chúng nhất thiết vô ngại hòa nam thánh chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hành chỉ làm bỏ thứ hai chuyện thôi.
buông bỏ. Mình hay nói dối, mình hay ăn cắp, mình buông bỏ là mình bỏ những cái thói quen, phải không? Đó là tôi thành đấy. Đầu tiên là mình thấy là đau của mình là mình hay thì phi, mình buông bỏ là không thì phi. Cái miệng uống nó máy nhưng mình điều khiển nó không cho nó, gọi là cho nhà thiền có câu là 10 lần muốn nói và 9 lần thôi. Đó chính là tu hành. Cái khóe miệng lên méo không có chuyện á, chỗ này là trắng à, lên keo như chiếc quạt mùa đông. Đó là tu hành á. Cho nên đừng nghĩ là ngồi đây tụng kinh giỏi và tu hành. Ra chợ, ra ngoài, người ta chửi mình có chửi lại không? Đó, mình phải coi những lúc đó là như thế nào. Hay là rớt một cuộc tiền đó, có lượng bỏ túi hay là kêu người ta trả lại. Tu hành đó, con hiểu không? Khi thấy trong cơ thể chúng ta cái miệng là dễ tạo miệng đi, phải không? Nói dối nè, nó thương dạy nè, nó thương dạy nói sao không? Nó thương dạy nói sao không? Một cái mười phải không? Đó là thương dạy. Trên gấm thêm hoa, gấm đã đẹp rồi còn thêm hoa nữa là thêm nữa. Phải nói gì nữa? Thứ ba là gì? Nó chia rẽ qua bên A nó sống bên B, qua bên B nó sống bên A, nó chia rẽ, nó đâm thọc đó. Còn gọi gì? Đâm bị thóc thọc bị gạo là gì? Thứ tư là gì? Nói lời vọng ngữ. Nói là hung ác, nói dối là vọng ngữ. Nói là hung ác. Rủa người ta, mắng nhiếc người ta. Có những người lôi có bà cổ tên đầu hồn của má người ta lên là cho sướng cho mình. Trong kinh Địa Tạng nói rất rõ, người nào nói lời hung ác thì sẽ bị gì? Tôi kinh Địa Tạng nói sẽ bị gì? Bị đọa địa ngục. Đọa địa ngục, chịu không đi? Ngục vô gián. Chưa, cái này chưa vô gián mà vô gián chưa? Cũng không phải là vô gián. A tỳ tức là tiếng phạn. Dịch ra tiếng hát miệng đó là vô gián. Đó. Điều đồng xôi. Những điều mục sau đây là để trị cái khế miệng đó. Uống nước đồng nấu chảy. Cái cốt gọi là không? Mà nấu chảy ra. Uống được không? Cái sắt mà nấu chảy ra uống được không? Cái miệng mà nghe cái gọi là karma, cái non karma mà sẽ bị uống ngon không? Thứ hai là gì? Uống gì nữa? Cái viên sắt, cái viên bi á, cái viên sắt tròn là không? Nóng lên cho ăn được không? Đó là rồi
chứ không đi làm nó nữa. Kéo những người còn đang cho con trâu nó cày chứ không. Chứ cày là gì không? Con trâu nó cày. Con trâu nó bớt luôn. Nó kéo cái của nó. Kéo lưỡi ra. Con trâu nó cày. Đau không? Đó là chuyện những người tạo cái vòng khẩu. Rồi con gái nữa, quỷ giả sai con tay đến với cái con búa của sư tử. Mắt không có đau không? Rất là đau. Nhưng mà ở trong chùa Phật nói một ngày một đêm dưới địa ngục còn bao nhiêu năm đây? 100 năm. 2700 năm thôi. Như vậy từ thời hùng vương của mình á, nó ngày năm nó mất 4 năm, nó đau ở đến 4 năm. Một người lỡ bị đọa địa ngục tới là chưa được hai ngày mà một ngày một đêm muôn lần chết đi muôn lần sống lại. Chỉ vì thỏa mãn cái vị nhất trong nước thôi mà bị như vậy có đáng không? Cuộc đời này có bao nhiêu năm? Có 60 năm. Có bài hát đúng không? Có bao nhiêu 60 năm cuộc đời? Cái đó là nói về cái chủ quốc là một hai giáp, tức là giáp tý cho tới 60 năm sau thì có cái gặp lại giáp tý nữa. Mỗi dù như con là tự nhiên, bé là tự nhiên, cái gì mà học? Ví dụ như tin mẹ ở đây, ví dụ như đi thì 60 năm sau sẽ có lại tin mẹ chứ không có bao giờ có lại tin mẹ. Cho nên cuộc đời là một cái vòng đó, từ con giáp, từ con giáp tới này tới con giáp tới khi đủ vòng đó là 60 năm. Thế là cái cuộc đời đó là vậy. Nhưng mà có nhiều người ta sống 70, 80, 90 thì phúc đức của người ta dưới địa ngục được mấy ngày, khoảng khắc ở dưới địa ngục. Cho nên ở trên đây tạo cái nguyện, cho sướng cái nguyện, rồi bệnh viện ở cái nguyện của mình. Cho nên phải tu cái nguyện trước tiên. Cái nguyện đi trước đó, hành động chưa có đi, cái nguyện đi trước. Cho nên mình nhìn thấy được, mình dễ tạo nhất, dễ tạo cái bé karma nhất, cái miệng phải không? Mình ăn cắp, ăn trộm gì đó, sát sanh, mình chưa làm đó, nhưng cái miệng mình đã làm, đã làm được cái này. Tạo nhiếp miệng, cái đó chính là tạo nghiệp sát đó. Cho nên đừng bao giờ vì một lúc nào đó mà tạo cái khẩu nghiệp. Đến lúc đọa địa ngục rồi thì hối hận buồn. Ông bà mình có coi gì uống lưỡi bao nhiêu lần? Uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Mỗi lần phải 49 lần. Là cho con uống lưỡi 7 lần đúng không? Nhưng mà để mà cái người tu á 7 lần, 49 lần thì mình đã chết chuyện đó. Cái câu đó là tình khổ nguyện, tức là cái gì? Ở ngoài bán rất nhiều kia nó đang nhưng không sao. Khi mình vô đàn trạng của mình á, đọc cái chú này để sợ cái mình.
sạch cái nghiệp đó. Bồ Tát nghĩa là một con của chú. Đó là gì? Diệt định nghiệp cho luôn. Án bắt ra mặt lên là chúng ta và ra cho cái hợp môn sơ lý thức đó. Có đó. Rồi Đức Quan Âm cũng từ bi cho chúng ta một câu chú là diệt nghiệp cứu cho luôn. Cái đó là xuất phật gì của dân. Thật sự ra mình tụng chú. Chú là chân môn của Phật. Chứ chân là chân Phật. Môn là lời nói. Chú là lời nói chân thật của Phật. Người nào thì chú muốn có lợi ích thì mình phải nói thật. Nếu như chị chú xong ra ngoài lừa gạt người ta không có tác dụng. Cho nên người chị chú mà muốn tác dụng á thì mình phải nói thật, tại vì chú là chân ngôn, chân là chân thật, ngôn là lời nói. Chỉ chú một ngày gặp triệu quý nhân đi ra, ăn đi ra người ngàn người ta tạo khổ nghiệp thì cái tổ chú này chỉ để gieo duyên chứ không có giải quyết vấn đề. Cho nên tổ chú là để mình thấy được rằng tôi học đây là lời chân của Phật, tôi phải học theo cái lời nói chân thật của Phật. Như vậy thì khi một lời nói chân thật bất kể là nói nào được ra cũng đều là chú hết. Ví dụ như người đó ba giờ không có dối thì người đó đi thăm bệnh đó à, mau khỏe nha. Tự nhiên cái người đi với người bệnh đó họ khỏe luôn, là tại vì họ không nói dối thì họ cái lưng cái miệng đó. Mình thường chú là để mình huân tập cái lời nói thật. Quan trọng mình ra ngoài mình bỏ được cái lời nói dối hay không, bỏ được cái tiêu diệt hay không, bỏ được cái tâm thật hay không, bỏ được hung ác hay không, thì được đó mình thường chú như vậy. Tất cả lời nói nào của mình cũng đều được thiên thông pháp một hộ trì lại. Tụng chú là mình như vậy đó, để mình đem cái lời nói thật, chân thật của Phật thành lời nói chân thật của chính mình. Như vậy có hiểu không? Cô có đồng ý không? Thì cái đó, đầu tiên mình thấy được rằng nghiệp nào là nghiệp, và ngay lúc đó mình buông bỏ, đó là tu hành. Con phát nguyện không tạo ra nữa, và đó mới tu lên thì không còn bỏ. Chứ tu hành là buông bỏ, muốn buông bỏ thì phải nhận, phải không? Ví dụ như nước tiếng ra ngoài tôm hay cá, người ta chửi mình chửi là người ta chửi được một, mình chửi lại mười. Bây giờ con phát nguyện con bỏ cái đó, phải không? Thì mình phải nhận. Đó là mình nhận được rồi, sao phải bỏ chạy nữa? Nhận không được, nhận không được thì quay đi. Quay đi. Mình quay đi tức là mình đã không có tạo phiền não cho người ta, tức là mình cứu ngay nó mình chết. Nhưng mà lúc đó là cái tâm mình còn phát sanh lên, mình chưa kịp nói ra, trong mình đã lên nổi ra rồi, bỏ nó chạy đây rồi, phạt ra chỗ khác. Người ta một cái người mà nghe thì là cũng có lòng cái nhận cái nhận rồi, mình cái cách thức để mình làm như thế nào đó. Cái cách đó là làm cho nó luôn á. Như vậy, muốn được như vậy thì mình phải tự dũng với mình thường xuyên. À, phải tục, phải nhẫn nha. Muốn được như vậy thì mình phải luôn luôn mình nói với mình, có hiểu không? Ví dụ như, con có cái hạt con hay nói nhiều hay chửi người ta. Người ta chửi cô một, cô chửi lại một. Bây giờ con biết
talk to yourself every single second. Tôi cứ niệm nha, tôi cứ niệm nha. Khi như vậy là mình niệm Phật. Ở đây đây, cái tay mình control được, mình control cái gì? Mình control được cái suy nghĩ, mình sẽ control được cái hành động. Đúng không? Như vậy thì mình luôn luôn một cái tự nhắc mình buông nha con, buông nha, buông nha. Khi xưa ở thiền viện Thường Chiếu thì sư ông Thanh Tịnh có dạy một phương pháp là hay, vọng khởi, tức là cái suy nghĩ vọng tưởng, suy nghĩ trong đầu đó nó khởi dậy không theo nó vào cái đầu phải cái buông. Tự nhiên là mình quay lại cái bản bản thân của mình. Khi mà cái đầu mình đang mình buông là tất những cái suy nghĩ của quá đơn điện thoại là nó bị mất. Mình sẽ không có còn, mình sẽ có mặt ở ngay cái present time, không có đi đâu. Chứ ông chỉ cho cái đó. Ngày xưa là cứ mỗi thứ bảy là cứ lúc mà nhà sư ông nghỉ nhà rồi. Và mỗi ngày thứ bảy là nghe con nhạc, con video của sư ông nhạc. Tôi truyền cho quý vị câu thần chú một chữ. Sư ông tại sao nhắn thần chú từ sau cái khẩu khẳng định. Cho nên lời đọc của sư ông là thần chú đó. Cái miệng sau khẳng định là chân ngôn. Khi quý vị nghĩ lúc tôi, quý vị nói là buông. Khi mà buông được thì nó tan biến cái vọng tưởng đi, thì nó là cái câu thần chú thần truyền cho quý vị sau đó. Và hiệu nghiệm vô cùng. Mình đang ngồi đây, cái tâm nó điên vô nè, dắt cái tu quay về. Và khi mà mình buông được nhiều lần rồi đó thì vọng tưởng càng ngày càng ít, thì tự nhiên mình sẽ có cái an lạc vô cùng. Theo khoa học, con người ăn uống hàng ngày, nạp năng lượng oxy thở hàng ngày, ăn hàng ngày, uống hàng ngày thì hết 75% là bị tiêu hao vô cái bộ não này. Cái bộ não nó có mấy trăm gram thôi, nhưng mà nó tiêu hao năng lượng rất là nhiều. Đó. Khi mà mình không bỏ bữa nữa thì mình được khỏe. Khi mà mình ngồi thiền xong thì mình thoải mái vô cùng, là sao mình không suy nghĩ. Mình, cái năng lượng mình được bảo tồn. Hiểu không? Đó chính là cái ý kiến của cái đặc biệt tu thiền. Và đây lặp lại trong thần chú một cái chữ thần chú sẽ ông là buông. Đó. Khi mình buông được thì đó là mình đang sống với cái chân tâm của mình. Chân tâm là cái tâm thật của mình. Tâm thật thì là yên lặng, không có đi đâu đó, mà mình ngay lúc này, ngay hiện tại này, mình biết được, mình làm chủ được. Và bây giờ thầy hỏi quý vị con, cái hơi thở của quý vị để quý cái không khí quý không? Quý không con? Nhưng mà nhiều khi con người ta cứ lo này lo nọ, nó quên biết rằng thở được là quý. Đến lúc nằm mà nó thở không được, được nó thở khó, lúc đó nó biết oxy quý giá vô cùng không. Mà bình thường không ai nghĩ oxy quý giá, lo chạy tiền cái gì á. Khi mà quý vị sống
mình biết được, mình còn cảm nhận được thế giới là gì, cảm nhận được ngồi đây nghe pháp nè là quý, mà mình nhìn nghe pháp nữa đâu, phải không? Các cụ già của làm của hai mươi muốn nghe pháp đâu em, lần lần tóc bạc da hồ, mỗi mỗi bước đi lượn vững, dù ông vàng bạc tại nhà, không khỏi già suy bệnh chết. Ngay hiện tại này, quý vị hãy ngồi lắng tâm lại, cảm nhận hiện tại, quý vị. Cảm nhận hiện tại là mình buông bỏ tất cả vọng tưởng, mình cứ cảm nhận hiện tại đó. Lúc đó sẽ là ngồi đây ngồi nhóm Phật là quý, ngồi đây hít thở được nhẹ nhàng là quý, ngồi đây cảm nhận mình có được sức khỏe như vậy là quý. Hãy luôn sống như vậy, đó chính là chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là ngay đến hiện tại mình không bị lôi kéo đi chỗ khác, cái tâm mình gọi là thân đau tâm đau, đó là chánh niệm. Ngồi ăn cơm như cái tâm phải ở ngoài kia kìa, đó gọi là người xuống ăn cơm. Tôi bị thiền sư tên là Tuệ hỏi, có một vị tới hỏi là hòa thượng tu có dụng công không? Có dụng công. Dụng công thế nào? Khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ. Mình thấy như vậy thì cuộc sống tu thiền sư dễ lắm nhỉ. Nhưng quý vị tự nghĩ đi, khi ngủ có chịu ngủ đâu, tính toán ngàn chuyện gì đâu, khi ăn có chịu ăn đâu, tính toán tận tâm hết. Cho nên quý vị thấy là quý vị là người không biết ăn và không biết ngủ, phải không? Bây giờ ngồi tự mình nhìn lại mình coi, mình biết ăn không? Không biết. Biết ngủ không? Không biết. Tại vì mình luôn bị lôi kéo đi. Còn các vị thiền sư, các vị thực hiện ăn, các vị ăn, ngủ, các vị ngủ. Như vậy mình thấy mình so với các vị như thế nào? Các vị vẫn là quyết, nhưng giờ nào thì nó, các vị cũng vẫn làm vậy. Nếu như sư phụ trụ trì này, tại sao làm việc nó chất lượng không cười, đó là tâm của tư thái. Lúc làm việc là làm việc, lúc nghỉ ngơi là nghỉ ngơi. Cho nên mình phải tập như vậy. Ngồi đây đang ngồi niệm Phật, nghe tiếng gõ cửa cắt một cái, dứt lên qua đây của ai. Ngồi ở đây mà nghe tiếng mấy nhỏ về coi như cái tâm đang đi xuống, đang ở dưới nhà đó, phải không? Rồi đang ngồi ở đây thì ai vô đó bắt đầu là tổ chứ nó hiện ra cái ai, có ai vậy không? Ai cũng vậy hết. Cho nên thân đau tâm đau, đó chính là thiền. Ngài Đại Hải định nghĩa chữ thiền là gì? Vọng niệm không sanh tức là thiền. Vọng niệm là vọng tưởng, những cái suy nghĩ hư vọng trong đầu này. Quý vị thấy người điên chưa? Có thấy người điên chưa? Có. Người điên họ làm sao? Họ cứ nói là họ đã bỏ cái gì đó, đi ra gặp ra đó,
có những người họ cứ nói cái gì á là bỏ nó bỏ ra. Hầu như chúng ta ai cũng là người đi, chúng ta không có người đi. Nói đây nè, nói đây nè, nó luôn luôn có những câu nói như này. Cho nên chúng ta phải dừng lại những cái đó. Khi nó đang nói gì đó, à ngày mai sao, ngày mốt sao, ngày mai đâu, buông. Khi buông thì cái câu đó nó đang biến đi. Thì mình khi nó đang biến được thì mình sống được với cái tâm yên lặng. Yên lặng là tâm thanh tịnh đó. Khi tâm thanh tịnh thì ta có thể cảm nhận được. Khi cảm nhận được nó là trí tuệ đó. Vì hiểu không? Thì như vậy tu hành dễ không? Dễ khi mà biết, khó khi mà không biết. Giống như khi chúng ta vô căn nhà, chúng ta không biết chỗ để mở điện, mò tùm lum hết cái đụng như cái cột điện thì không có dạ. Nhưng ta biết chỗ mở điện, nó mở cái đèn cái nhà sáng trưng, phải không? Ánh sáng này là trí tuệ. Sư phụ tổ chuyện có nói ví dụ là giống như căn nhà mới 100 năm, mở đèn một cái là ánh sáng nó sáng tan cái buổi tối 100 năm, đúng không? Chứ không phải là phải là 100 năm là ánh sáng nó đuổi hết cái buổi tối đi đâu. Bật lên một cái như vậy là ánh cái bóng tối 100 năm được tự chứng không? Đó chính là trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ chúng ta phải luôn luôn nhớ thần chú một chữ, đó là chữ buông. Buông đó là cách thực hành. Và khi chúng ta buông được, buông tận cùng luôn là chúng ta cũng định. Định tức là không bị ngoại cảnh lôi. Huệ là khi không bị ngoại cảnh lôi thì sẽ biết được giải quyết vấn đề. Định thì phải sáng. Còn bị lôi kéo mà còn không có định, đó là sự tu hành. Và đó là cái dễ của việc tu hành. Dễ khi mà biết, còn khó khi mà không chú ý, không để ý. Nam mô Phật Ca Mâu Ni Phật. Các bài là chia sẻ đại bi nhất thiết hương linh vô linh chi âm đàn lễ nam mô đạo tràng giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại bi nhất thiết hương linh vô linh chi âm đàn lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Thích Nhật Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại bi nhất thiết hương linh vô linh chi âm đàn lễ nam mô Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Biến Pháp Giới Chư Đại Bồ Tát. Nguyện đem công đức này